Nếu anh em muốn mua nick Fortify, hãy đến ngay shop misutv.com. Cơ hội nhận tới 4.000 kim cương. Cùng với vòng quay, chúng tới 9.000 kim cương cực cao. Đường link của shop mình sẽ để dưới phần mô tả. Anh em nhấp vào để biết thêm thông tin và chi tiết nhé. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với sự kiện shop bền bí này và sự kiện sinh nhật sắp tới nhá. Ok. Và đầu tiên thì chúng ta có một cái đoạn video ấy tổng hợp những cái thứ mới sắp tới nhá. Sau đây anh em sẽ cùng mình chúng ta xem qua thôi. Ok, vậy là chúng ta đã xem qua ấy, một số vật phẩm mới sắp tới rồi nhá. Và ngày 29 tháng 7 sắp tới ấy, anh em sẽ cập nhật Free Fire OB23. Và đến ngày 23 tháng 8 ấy, chúng ta sẽ có sự kiện sinh nhật Free Fire nhá. Ok. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một cái sự kiện cánh cửa ma thuật nhá. Nạp một kim cương, nhận tới 1.000 kim cương luôn. Đấy, thì mình cũng có xem trên group Kana Free Fire ấy, có rất nhiều bạn chúng ta hên nhá. Chúng nói chung là không trúng 1.000 kim cương đâu, nhưng mà cũng trúng 900-800 kim cương đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ vào một cái shop nick hợp tác của mình để mình rút kim cương nhá. Ở đây thì mình sẽ rút 1.000 kim cương đi. Ê, và nói chung là mình cũng có một cái event cho anh em luôn. Thì mình sẽ lựa chọn ấy 20 bạn chúng ta comment ID ở dưới nhá. Mình tặng đến cột mốc thứ hai. Cột mốc thứ hai là 150 kim cương. Đấy. Thì anh em nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok. Và tiếp theo thì mình cũng có nạp xong kim cương rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cập nhật kim cương đã nạp nhá. Ok, thì anh em nạp 999 kim cương ấy, chúng ta sẽ có 3 chìa khóa. Và không biết là chúng ta mở cái nào trước được nhỉ? Mình sẽ mở bên phía tay trái trước nhá. Không biết là chúng ta có trúng được nhiều kim cương không? Ok, vậy là cánh cửa đầu tiên chúng ta trúng có 39 kim cương thôi. Không biết là cánh cửa tiếp theo trúng được 128 kim cương, khá là buồn nhở. Và 29 kim cương anh em. Đấy, vậy là chúng ta đã mở 3 cánh cửa rồi. Nói chung là mình khá là xui ấy, nên là chúng rất là ít luôn. Đấy, ok. Anh em nào đang xem, nếu mà chúng ta chưa chơi ấy, chúng ta tham gia một cái event của mình nhá. 20 bạn, chúng ta comment ở dưới thôi. Mình sẽ tặng đến cột mốc thứ hai luôn. Đấy. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhận kim cương thôi. Chúng ta nhận được 196 kim cương, khá là ít nhở. Ok, thì sắp tới ấy, chúng ta cũng có một cái sự kiện shop huyền bí nhá. Anh em nào mà chúng ta đang có kim cương ấy, chúng ta nhớ để dành thôi. Và trong cái shop huyền bí thì chúng ta có hai gói trang phục cực kỳ đẹp luôn. Ok, thì nói chung là ngoài hai gói này ấy, anh em có thêm thẻ vô cực này, vé quay, hộp súng. Đấy. Một số thông tin mình cập nhật được từ channel nước ngoài nhá. Anh em sẽ có sự kiện shop bền bí ấy vào tháng 8 nhá. Ok. Tháng 8 thì chúng ta có thêm sự kiện sinh nhật này, cũng khá là ngon. Đấy, ok. Và tiếp theo thì anh em cùng mình chúng ta xem qua gói trang phục Dô lục nhá. Thì gói này ấy, chúng ta lấy cảm hứng từ skin M40 Dô lục. Ok, thì theo mình thấy là trang phục này ấy, nó vẫn xấu hơn trang phục chuẩn lam nhá. Chuẩn lam ấy, cực kỳ đẹp luôn. Ok, ở đây thì mình thấy giống kiểu trang phục siêu nhân. Anh em thấy giống không? Chúng ta có một cái mặt nạ này. Ok, và đây là cái áo nhá. Theo mình thấy cái áo ấy, chúng ta bỏ cái khăn quàng cổ đi thì khá là đẹp, đúng không anh em?
Tiếp theo thì đây là cái quần nhá. Quần thì chúng ta sẽ có một hiệu ứng hai bên. Và cái trang phục này ấy, theo mình thấy thì nếu anh em chúng ta kết hợp lại nhá thì nó sẽ ok hơn. Và bên server nước ngoài ấy thì nó cho vào cái shop hacker, không biết là bên server chúng ta ấy nó cho vào gì nhá. Nói chung thì cho vào shop hacker cũng được, mà cho vào cái shop bí ấy cũng ok. Thì video của mình kết thúc đấy thôi. Và bye bye anh em, hẹn lại anh em ở những video tiếp theo hay hơn, với hơn nhá. Bye bye.